có wifi mới cho nên là chắc âm thanh được ổn. Dạ cảm ơn Đào Tràng. Dạ kính mời chị Đăng Đăng. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh sư Pháp Tính, cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ phúc hạnh. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 304. Du re san tô bá ca sen tí hí ma quăng tô quá bắp bá tô á san tát thá na đít san tí ra tinh khích ta giá tha xá ra. Du re san tô bá ca sen tí hí ma quăng tô quá bắp bá tô á san tát thá na đít san tí ra tình khích ta giá tha xá ra. Đu rê săn tôn bá ca sen tí hí ma quăng tôn quá bắp bá tôn á săn tét thá ná điếp săn tí ra tình khích ta giá tha xá ra. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Du re san tô bá ca sen tí hí ma quăng tô quá bắp bá tô a san tét thá na đít san tí ráp tinh khích ta giá thàng xá ra. Cao cao núi tuyết hi ma, người lành cũng vậy ở xa thấy liền. Mũi tên bay gió đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Cảm ơn chị Cảnh. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, kính chào cô tu nữ tự nhiên. Và cảm ơn chị Đặng Đông, chị Nhật Quỳnh và cô tu nữ tự nhiên cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 304 ạ. Đuổi sang tô và ca sang tí khi ma quăng tô và bắp má tô à sang tê tha là đi sang tí rắc tinh khi ta và ta xa đuổi sang tô và ca sang tí khi ma quăng tô và bắp má tô san tết tha na đi san tí đắc tinh khi ta và tha xa ra. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đường rê san tô và ca san tí hí ma quăng tô và bóc bá tô san tay tha là đi san tí rắc tinh khi ta và tha xa ta. Cao cao núi tiếc khi ma, người lành cũng vậy ở xa thấy thiền. Mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho. Đó là bởi thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong rồi, xin gửi hết lại cho chị Lạc Lê ạ. À. Dạ em cảm ơn chị Trần Đạo nha. Dạ nam mô tha nam mô tham ma giá nam mô sân kha giá. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ, kính chào tất cả Phật tử. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, chị Đặng Đông và dạ, con kính ơn cô Tiểu Duyên đã cho biết âm thanh rõ chị Trần Đạo nữa. Dạ con xin đọc câu kệ số 304. Đu re san tô ba ca san ti hi ma quan tô wa pat pat
tô át san tê thát na đích san ti ra tình khi ta gia thà xa ra. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bán đêm đan. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Cao cao núi tuyết Hy Ma, người lành cũng vậy, ở xa thấy liền. Mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho. Đồ rê san tôn bà ca san tiên, Hy Ma quan tô và bán bán tô. À sanh tê tha na đi sanh tinh, ra tinh khi tăng và thang xa rang. Đủ rễ sanh tô bà ca sanh tinh, Hy Ma văn tô và bán ba tô. À sanh tê tha na đi sanh ti sa tín khi tang và thang sa rang đồ rê san tơ ba ca sanh ti Hy Ma quan tô và bán ba tô. A sanh tê tha na đi sanh tín sa tín khi ta và thang xa rang. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Và đó là phổ thơ Thượng Tọa, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cao cao núi tuyết Hy Ma, người lành cũng vậy, ở xa thấy liền. Mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho. Và đó là phổ thơ Thượng Tọa Giới Đức. Và kính mời anh chị Pháp Văn Liêm lên đóng góp. Lâu nay không có nghe tiếng của anh chị. Kính mời, xin nhường mic lại cho chị Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn chị Lạc Lê. Con sư mai nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 304. Dure santo pa ka santi hi ma wanto bap wa bap bato asantetha nadisanti ratikita yatha sara. Đu rê san tô bác ca san tí Hy Ma quan tô quá bắp bát tô á san tết tha ná đi san tí rát tí rát tí hít ta giá thà xa ra. Đu rê san tô bác ca san tí Hy Ma quan tô quá bắp bát tô á san tết tha ná đi san tí Rati hita ya tha saram dure santo paga santi ima wanto wa bambato asante tha na di santi rati hita ya tha saram. Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Cao cao núi tuyết Hy Ma, người lành cũng vậy, ở xa thấy liền. Mũi tên ba giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho. Bản chuyển ngữ Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính mời cô Cẩm Vân. Cô Cẩm Vân nãy giờ chưa lên nha. Và con kính mời. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sít Sư Mai. Dạ, nam mô Bút Tha Giá, nam mô Thầm Mà Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng,
Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng Sư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 304. Du Rê San Tô Pá Ca Sen Tí Hí Má Quan Tô Quá Bát Pá Tô Á San Tết Thá Ná Đít San Tí Rát Tin Khít Tà Giá Thà Xá Ra Đu Rê San Tô Pá Ca Sen Tí Hí Má Quan Tô Quá Bát Pá Tô Á San Tết Thá Ná Đít San Tí Rát Tin Khít Tà Giá Thà Xá Ra Du Rê San Tô Pá Ca Sen Tí Hí Má Quan Tô Quá Bát Pá Tô Á San Tết Thá Ná Đít San Tí Rát Tin Khít Tà Giá Thà Xá Ra Người lành giàu ở xa sáng tỏ như núi tuyết Người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Cao cao núi tuyết Hi ma Người lành cũng vậy ở xa thấy liền Mũi tên bay giữa đêm đen Kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Và công dân đã ôn bài xong Mến mời bàn tay của Sip Nhật Quỳnh Mến mời của bàn tay của quý vị nha Dạ, sa thủ kính cảm ơn Cẩm Vân Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Và cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho bài học Năm Mô Bích Tha Giá Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Như Quỳnh kính chào Đạo Tràng Và con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh số 304 Đu Rê San Tô Vá Ca San Tí Ha Ma Quan Tô Vá Bát Bát Tô A San Tết Tha Na Đi San Tí Ra Tinh Khích Ta Giá Tha Sá Ra Đu Rê San Tô Vá Ca San Tí Ha Ma Quan Tô Vá Bát Bát Tô A San Tết Tha Na Đi San Tí Ra Tinh Khích Ta Giá Tha Sá Ra Đu Rê San Tô Vá Ca San Tí Ha Ma Quan Tô Vá Bát Bát Tô A San Tết Tha Na Đi San Tí Ra Tinh Khích Ta Giá Tha Sá Ra Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết. Người ác giàu ở gần như tinh bắn đêm đen. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Đù Rê San Tô Tên Tí Hỷ Ma Quan Tô Và Bạt Ba Tô Hà San Tết Tha Nà Đít San Tí Ra Tan Khi Ta và thả xa ra đủ rễ san tô và ca san ti ma văn tô và bạt ba tô à san tách tha nà điên san ti ra tiên khi ta và thả xa ra đủ rễ san tô và ca san ti ma văn tô và bạt ba tô A san tách tha na đin san ti ra tin khích ta và tha sa ra cao cao núi tuyết cao cao núi tuyết hi ma người lành cũng vậy ở xa thấy liền mũi tên bay giữa đêm đen kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho và đây là bản hộ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và sa thú thành thai. À, cô Tuệ Duyên đang có trước máy, à, cô Tuệ Duyên chuẩn bị nha. Cô Tuệ Duyên có thể lên thay mặt đạo tràng
để cung thỉnh pháp sư. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn, cảm ơn. Xích Sương Mai, xích Tâm Phương, xích Trần Đạo, cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, cảm ơn Tâm Phương, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình cũng thấy cái nick Đại Đức Pháp Tính ở trong đạo tràng rồi, nhưng Nhật Bình chưa có biết là sư đã xuống phòng của sư chưa. Nên là Nhật Bình kính mời Tâm Phương. Dạ, chuẩn bị quên kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cung thỉnh pháp sư mà tu khởi nữ, cô tu nữ Tệ Duyên canh giùm nha. Dạ, để khi thấy được tín hiệu của Đại Đức Pháp Tính, dạ, để đạo tràng được học bài. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, kính mời cô ạ. Sa thú Đức Nhật Bình. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ là giờ cung thỉnh pháp sư, kính mời đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư cùng tự nhiên. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Evaṃ saṃ bhāti brahmā bhagavantaṃ ajācchathā tuṃ hi pha huê na tăng bhūtho ca dun ye na thi va sa ya tam ha buddha ya ba de na mi ga da yam ta to ga to vanh cha wa cha da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba te sam bu to anu na tham ma de sa lang ma ga wa sa ni de se si sa ta nang at tha sit tha kang đề na sa thu ai vô phạn tê đề sê tu tham ma đề sa năng sa pa di tha ba di sa ya anu cam bằng di ca ta quê phạm thiên vân ngậm ngùi khấn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng có
sáu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp trang, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bích Thầy á. À dạ, tự nhiên đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Dạ bây giờ kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Dạ, kính nhân đức đến Đại Đức. Sa thú lành thay, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con là xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Nhà cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con là xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mở của câu kệ Pháp Cú Kinh số 305. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thực nghĩa từ vựng. Ê ca sát năng, ê ca say văn. Ê ca sát năng, ê ca say văn. Ê ca sát năng, ê ca say văn. Ê cô chát răng, á tàn đi tô. Ê cô chát răng, A tan di to, eko chát răng, a tan di to, eko đắc mắt răng, a ta năng, eko đắc mắt răng, a ta năng, eko đắc mắt răng, a ta năng. Quát nan tề rát mi to si ya, quát nan tề rát mi to si ya, quát nan tề rát mi to si ya. Kính thưa quý vị. Bài kệ này được bắt đầu bằng một cái từ số điếm. Eka sá năng có nghĩa là Eka cộng với A sá ná. Eka ở đây là một mình. Eka. A sá năng. A sa năng có nghĩa là ngồi. A sa năng. A sa năng có nghĩa là ngồi. Ê cá có nghĩa là một. Dạ, A sa na ngồi một mình. Ê cá xây văn. Ê cá xây văn có nghĩa là ê cá cũng là một. Si văn có nghĩa là nằm. Si văn có nghĩa là nằm. Si văn có nghĩa là nằm. Eco cũng là một. Do chia theo chủng cách số ít nên nó gọi eco. Eco là một. Chát răng có nghĩa là du hành. Chát răng có nghĩa là du hành. Chát răng thường thường chúng ta nhớ nha, chát răng mà nó đứng trước là một cái nguyên âm thì nó mất đi cái dấu nặng. Dấu chữ M chấm nặng á, M có dấu nặng á. Chát răng, nhưng mà khi mà chúng ta tách từ thì chúng ta phải biết cái chỗ này. Chát răng có nghĩa là du hành. Attanito có nghĩa là không biến nhát.
hay là không lười biếng, Atandito, không biếng nhác hay là không lười biếng. Không biếng nhác, không lười biếng. Eco là một, chúng ta đã biết rồi, chúng ta khỏi ghi nữa. Đá ma văn có nghĩa là điều phục. Đá ma văn có nghĩa là điều phục. Đá ma văn có nghĩa là điều phục. Atta năng là bản thân. Bản thân Atta năng. Atta năng bản thân. Ở đầu dòng thứ tư chúng ta có một cái hợp từ Quanante. Quanante có nghĩa là rừng sâu. Quán á là rừng, anh tá là cái điểm cuối, chúng ta không thể nào lấy, chúng ta phải biết thoáng qua là rừng sâu, chứ không phải là cuối rừng, rừng sâu. Quán anh tê, rừng sâu. Gramito có nghĩa là nên thỏa thích. Gramito nên thỏa thích. Siya là thì hay là là. Siya là thì hay là là. Dạ đúng rồi. Sa thú. Cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh Ngài đã post bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Eka sa năng eka sayang eko cha rằng atan dito eko đa ma văn atan năng quát nan tê rát mi tô xí gia có nghĩa là ai ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình sống thoải mái rừng sâu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một lần nữa con xin thành kính lãnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng trong room. Giờ đây thì con xin thay mặt hội chúng trong room xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học số 305. Và con không biết thượng tọa có nghe được tín hiệu của con hay chưa. Nếu được rồi xin thượng tọa hoan hỷ cho con biết được tín hiệu. Dạ, rồi con đã thấy tín hiệu của thượng tọa rồi. Bây giờ một lần nữa con xin thành kính cung kính thượng Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Vừa thầy chúng được nghe chưa? Dạ cảm ơn quý vị. Thành kính lãnh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantam Abhiwade Misvakkhato Phakkhavata Thammo Thamang nama sami supatipano pakawato sama kesan ko sangkan nama mi. Chúng đệ tử xin nhiệm tình tại quý tăng giữa đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Nguyện nhờ quy lực tam bảo hàng giờ hộ đến chư tăng.
quý tu nữ cũng như Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu Phật cú số 305. Đây là câu Phật cú mà ở đó nói lên cái tính độc cư của một người tu. Cái tính độc cư đó được Đức Phật ngài tán thán: ai ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán, tôi đều phục vụ mình sống thoải mái rừng sâu. Đây là câu Phật cú mà Đức Phật nhà ở tại Kỳ Viên nói đến một cái vị tôn giả độc cư. Tôn giả độc cư này nổi tiếng, tức là trong bốn chúng, tức là bốn chúng, tức là chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, chúng tỷ thiện nam và tỉnh nữ, đó là bốn chúng. Mà kính thưa quý vị, ngài là một người đi một mình, đứng một mình và ngồi một mình. Và các tỳ kheo thấy cũng rất là lạ, vì sư lũ thúi một mình thì mới hỏi, mới bạch với Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới tán thán. Thì cô ấy làm như thế, lành thay này các tỳ kheo, thì cô ấy có thể sống độc cư. Và Đức Phật ngài khen ngợi cái sự sống viễn ly đơn độc, và ngài nói lên cái câu kệ: ai ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán, tự điều phục tự một mình sống thoải mái rừng sâu. Thưa toàn thể quý vị, có thể nói trong cái cuộc sống của chúng ta đó, thường thường đến đầu chúng ta luôn luôn có một cái tâm tính, tức là sức thích quần tụ, thích có bè bạn. Vì tỳ kheo Ekavihari này là một vị là có cá tính khác hơn các tỳ kheo khác, tức là đơn độc một mình. Nếu như chúng ta nhớ một cái bài, có một bài kinh gọi là Như Tiên Ngôn Mục Sự, cái bài Tiên Ngôn Mục Sự rất là hay. Đức Phật lấy cái hình ảnh của một con tê ngu, con tê giác đó, một mình đó, nó đi đơn độc. Vậy trong cái bài kinh Tê Ngu Một Sừng á, để nói cho chúng ta biết đơn độc, mà không phải bị ảnh hưởng bởi bất cứ một một cái gì mà sẽ ngăn cản được. Chúng tôi đọc lại cái bài kinh, từng cái bài kệ để cho quý vị nghe, là quý vị thấy giúp mình rồi. Bài kinh cái ngôn sự: đối với chúng hữu tình, từ bỏ gậy và trường, chớ làm hại chúng sinh. Trong chúng hữu tình ấy, đừng thương nhớ vật gì, hãy sống riêng một mình như tê ngôn một sự. Và bà cài coi thứ nhất, bài thứ hai: con trai còn không nhớ nói gì đến nhớ bạn bè, hãy sống riêng một mình như tê ngôn một sự. Cho thân cận giao thiệp, thân ái từ ấy sanh, tùy thân theo cái khổ này mới nảy sinh. Nhìn thấy những nguy hại do thân ái khởi sanh, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Do lòng từ mến thương đối với chúng hữu tình,
do lòng từ mến thương đối với bạn bè thân hữu, chuyện tu hành bỏ quên, tâm tư bị ràng buộc, cho thấy sợ hãi này trong giao du mật thiết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sự. Do lòng từ thương mến đối với bạn bè thân hữu, chuyện tu hành bỏ quên, tâm tư bị ràng buộc, cho thấy sợ hãi này trong giao du mật thiết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sự. Hãy nhớ nhẫn nghĩ chờ mong đối với con và vợ, hãy bị ràng buộc như cành tre rậm rạp, còn các ngọn tre cao nào có gì ràng buộc, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Hãy nhớ nghĩ chờ đợi đối với vợ và đối với con và vợ, hãy bị ràng buộc như nay trong rừng núi, không bị gì trói buộc, muốn đi đâu nói đi, dễ tìm kiếm thức ăn như bậc hiền trí, muốn tự do giải thoát, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Giữa bạn bè thân hữu thường ngồi lên gọi xuống, hoặc chỗ trú xứ ngụ, hoặc trên đường lộ hành, muốn tự do giải thoát, không còn gì tham luyến, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Giữa bạn bè thân hữu ưa vui thích cười đùa đối với con các cháu, ái luyến thật lớn thay, phải nhàm chán hệ lụy với những người thân ái, hãy sống tê ngu một sừng. Khắp cả bốn phương trời không sân hận với ai, tự mình biết vừa đủ, chẳng ai muốn vượt gì, vững tâm chịu hiểm nguy, không run sợ dao động, hãy sống đi một mình như tê ngu một sừng. Tự mình biết vừa đủ, chẳng ham muốn vượt gì. Người xuất gia tu hành chung sống thật khó khăn, cũng như các gia chủ cùng sống trong gia đình, phải sống vô tư lự giữa các con cháu, giữa con cháu như người dân, từ bỏ để một bên mọi biểu tượng của gia đình như loại cây san hô, tước bỏ mọi lá cây, tu hành cắt đứt mọi trói buộc gia đình, hãy sống đi một mình như tê ngu một sừng. Từ bỏ một bên một biểu tượng gia đình như loại cây san hô, tước bỏ mọi lá cây, tu hành cắt đứt mọi trói buộc gia đình, hãy sống đi một mình như tê ngu một sừng. Nếu tìm được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống cùng bậc hiền trí, cùng nhau đồng tu tập, chẳng ai nói với ai, hãy sống với bằng ấy chánh niệm, lòng vui mừng. Nếu không được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, cũng đừng sống với họ, họ chẳng phải hiền trí như vậy. Như hãy như vua từ bỏ, đất nước bị bại vong, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Thật chúng ta tán thán những bằng hữu chu toàn, bậc hơn ta bằng ta, nếu sống gần thân cận, nếu không gặp được bạn này, thì phải cố gắng, hãy sống như một mình như tê ngu một sừng. Thấy đồ trang sức vàng lấp lánh và sáng chói, được người thợ kim hoàng khéo làm, khéo tay làm, đối với vật những vật này nguy hiểm tự hại thân, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Như vậy nếu ta sống với một người thứ hai, tranh luận và cãi vã, sân hận gây hận quá, sân hận gây hấn nhau, nhìn thấy trong tương lai sợ hãi nguy hiểm này, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Các dục thật mỹ miều, ngọt thơm và ý đẹp, mồ hình sắc phi sắc, làm loạn mê tâm tư, thấy sự nguy hiểm này trong các dục tưởng trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Các dục thật mỹ miều, ngọt và thơm đẹp ý, mọi hình sắc phi sắc, làm loạn mê tâm tư, thấy nguy hiểm này trong các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Thì cái bài kể đến đây, kính thưa quý vị, chúng tôi vừa đọc chúng vị nghe bài kinh tê ngu một sừng á, nó ý nghĩa như vậy đó. Thì ở đây cũng như thế, đối với một vị mà chấp nhận nó một mình, nếu như ai một mình á, nó tuyệt vời lắm quý vị, nó có một sự hạnh phúc. Mà cái độc hành, độc cư một mình này, mà tâm được điều phục, không phải bị cái sự nhàm chán, không phải bị một cái sự buồn chán, một cái sự lẻ loi, một cái sự đơn độc, một sự cô tịch. Mà trong cô tịch đó, cô tịch chứ không không có có buồn chán, trong cô liêu mà không có sợ hãi. Sự thật ra quý vị biết, nếu như chúng ta yếu á, yếu cái tâm á, sống trong một cái ngôi nhà, chúng ta cũng sợ hãi. Nếu chúng ta yếu hơn nữa đó, sống trong một cái phòng, chúng ta cũng sợ hãi. Xung quanh ta thế này thế kia, chứ đừng nói chi mà giữa rừng, giữa hang sâu, giữa mật thất,
mà chỉ một mình thì cái nguy hiểm của rừng là nó còn có tất cả những cái chẳng hạn như là thu giữ đói rét mũi mòn gió nắng rắn rít, rất là nguy hiểm cho cái sự đụng chạm của côn trùng. Nếu như chúng ta biết á thì nó không nói. Nếu chúng ta không có một cái sự suy nghĩ á mà chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi thì khiếp đúng không quý vị? Nội chỉ nói cho chúng ta nghe, chúng ta đi về nhà trên một đoạn đường vắng thôi, trong một đêm khuya hay một đôi đường không, đi đường vắng thôi thì chúng ta cảm thấy khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải chuyện đơn giản. Sợ người hãm hại mình, sợ người chặn đường mình, sợ người làm thế này thế kia vân vân. Thì ở đây nếu như ai mà có một cái hùng tâm dũng khí, ai có một cái tâm vững chãi, ai có một cái tâm vững mạnh thì người ấy sẽ thành tựu được, người ấy sẽ đạt được, người ấy sẽ kết quả được cái sự an lạc ở trong hiện tại này cũng như ở kiếp đang sinh. Đó là giá trị sự thật. Có thể nói rằng nếu như chúng ta có một cái tâm vững chắc, có một cái tâm tư vững chắc đối diện với hiểm nguy, có một tâm vững chắc không sợ hãi gì hết, như vị tỳ kheo coi như cái vị tỳ kheo mà chuyên sống độc cư hôm nay đây, cái tinh thần của vị đó là tinh thần chấp nhận hiểm nguy, đối diện với rừng sâu, đối diện với tất cả, mà được Phật ngài luôn luôn được Phật ngài tán thán. Cái tính độc cư này ở đó kêu gọi cái sự quay về, kêu gọi cái sự đơn độc. Và trên đoạn đường, nói thật cho ra, trên đoạn đường đi trong cuộc đời này, chúng ta đến một mình nè quý vị, và chúng ta đi cũng một mình nè. Đành rằng có những cái bạn tâm giao chi kỷ vân 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 vân, thì đó là trên cái tình của hiện hữu. Nhưng rồi cuối cùng đâu có thể ai cùng chết đâu. Cũng như đến đây một mình thì ra đi cũng một mình. Bao nhiêu là cái câu chuyện buồn, bao nhiêu là câu chuyện vui. Rồi cuối cùng tất cả chúng ta cũng ra đi một mình. Cho nên vị tỳ kheo Ekavihari này chọn cho mình một cái tính đơn độc, một cái nơi rừng sâu xa xôi, cũng có một lý để vị ấy thừa hưởng, để vị ấy đối diện, để vị ấy có sự chân chính, có một cái sự nhất tâm để mà thực hành. Nếu như chúng ta tâm yếu, chúng ta khiếp sợ, lúc mà chúng tôi còn mới vào trách nhiệm, lúc còn trẻ tuổi đó, thì mình đi bên đêm á, mình ra đó, lúc có chùa xưa nó còn nó lụp sụp mà cây cối nó rậm rạp, tôi biết đi một mình trong đêm khuya, chúng ta mở cửa cốc cho mình đi tới đi luôn ở ngoài cái đường, im phân phát vậy. Mà mình đi, mình có cảm giác là hình như ở phía sau lưng mình có cái gì đó nó xào xạc, mà chúng ta gọi là y như cũng như là chắc có ma quá. Thì những chứ mình không khiếp sợ, nhưng mình có cái tâm tưởng vậy đó, mình không phải sợ. Mà chùa là cái cảnh nó tịch liêu rồi gì, mà xưa kia đó thì nó không phải cũng như là có một cái sự xây dựng những cái điện, cái đài, cái lễ đài hay là chỗ này chỗ kia, thì nó còn có cái điểm. Còn hồi xưa thì chính chúng tôi cảm nhận ngay tại nơi chúng tôi đang ở đây này, mà khuya thôi, ôi trời, nó vắng tanh. Ngày hôm nay thì người dân cư thì bắt đầu nó đông đảo, chứ sự thật kia xưa kia cái đường này không ai, người ta không dám đi đêm, rất là sợ.
thì cũng vậy đó, thì nó quang vắng, nó tịch liêu. Mà ban ngày thì chúng ta người này người kia, rồi ban đêm thì thỉnh thoảng chúng ta thấy ở trong đường sâu á, hay ở cái nơi mà xa xôi làng mạc thôn quê đó, thì chúng ta lại còn càng khủng khiếp hơn nữa. Nó có một cái xung quanh chúng ta chỉ là côn trùng và những tiếng chim kêu của những con cú, hay là của những con chim mà nó lạc bầy, hay là những con chim mà nó hay là của những con chim mà nó đi ăn đêm, con quạ, con cú gì đó, nó rất là ghê tởm. Đêm quý vị biết nghe xa xa cú 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 cú, cứ như là con cú mèo đó, con chim cú mèo nó kêu cái tiếng thảm thương vô cùng. Hay là xưa có cái con tắc kè, nó kêu cái tiếng tắc kè thôi, mà lánh lánh lót trong đêm, nó nghe một cách nhẹ rõ ràng. Nói về chú Y biết tiếng chó sủa, mà chó sủa qua đừng có ai, vì coi tôi cười nghe tiếng chó sủa mà lại nhìn xung quanh không thấy ai. Bao nhiêu đó thì chúng ta cũng đủ ớt không? Hay là quý vị ở nhà đó, quý vị từ trên nhà trên quý vị đi xuống nhà phía dưới bếp, hay đi nhậu vào nhà vệ sinh, thì quý vị thấy cảm thấy tự nhiên nó có một cái sự im phăng phắc. Thì chúng tôi đang nói đến cái cảnh tịch liêu thôi, là chúng ta không thấy giật mình. Người ta nói rằng sợ ma, có phải sợ ma không? Thì cái sợ ma là nói tổng quát, nhưng sự thật ra là chúng ta sợ cái sự nguy hiểm đe dọa đến cái sinh mạng của mình, đe dọa tới sự sống của mình. Thì ở đây chúng tôi phải có một cái tâm tính giản dị, không sợ hãi. Phải tập cái tính không sợ hãi đối diện. Mà đời sống người tu, Đức Phật này luôn luôn kêu gọi hãy sống độc cư, hãy quay về với chính mình, đừng có quần tụ, đừng có quần tụ. Như lời kinh văn nãy chúng tôi nói là bởi vì mình sống quần tụ, sống vui thích như vậy là không được. Như hồi xưa chúng tôi có một vị đệ tử, nó cũng lớn lớn tuổi, thích nó thích sáng ra cái ngồi rồi nói chuyện với người này với người kia, rồi trưa ngồi nói chuyện người này người kia. Cái vị ấy nói thôi thỉnh sư phụ qua nói chuyện để cho sư phụ đỡ buồn, cho sư phụ đỡ buồn cho chúng tôi. Cái vì ấy nói vậy thì chúng tôi cười, chúng tôi nói ủa sao lại cũng sẽ sợ tôi không nói chuyện với người ta là tôi buồn á hả? Nó dạ sợ sư phụ. Cái cười nó phải tôi nghĩ rằng sợ nói chuyện thì buồn hơn. Cái sư phụ nghĩ kỳ á, thôi đừng có suy nghĩ như vậy. Cái đề tố mình á, đừng nói cái chuyện vui buồn, cái chuyện phải là gặp nhau coi như nói chuyện gì. Nếu như không nói cái chuyện tốt, nói chuyện xấu, còn nếu không nói chuyện tốt xấu thì quý vị cũng nói ba cái chuyện thời sự, ba nói chuyện bâng quơ tầm bậy tầm bạ không, thật thà đừng nói. Hội tụ với nhau phải là hội tụ nói như vậy. Đức Phật chưa là hội tụ trong niệm đoàn kết, giải tán trong cái niệm đoàn kết, thì trong niệm đoàn kết đó phải nói trên một lý tu, trên một lý Phật pháp, trên một sự tu tập, chứ không một bàn mà bàn ba cái chuyện chính trị, ba cái chuyện xã hội, ba cái chuyện thời sự đó thì nó phải là một cái sự hội tụ cũng đánh. Cái đó chính là chúng ta ngồi chúng ta tán gẫu đâu có dư cái thời gian như vậy. Chính vì sự nghĩ sự buồn
cho nên sư nghĩ người ta cũng buồn như sư. Không phải như vậy. Thì ở đây quý vị biết là cái những người đi tu rồi đó, có những người cũng còn nằm mơ nữa mà, cũng còn sợ một cái chuyện mà ngồi lủi thủi một mình những cái thú vị. Cái đó nhiều khi nó cũng buồn thật, nhưng nhiều khi nó cũng thật là khỏe, không vướng bận gì trên, không có vướng bận trong tầm mắt mình bởi một người nào khác. Ở đây nói đến một cái sự tự do, tự do trong trong cơ sở hành vi của mình nó nhẹ nhàng. Thì cũng vậy đó, chúng ta không sợ hiểm nguy về thú dữ, chúng ta không sợ hiểm nguy về về cái sự nguy hại của người và của thú, và cũng như cái sự khiếp hãi của phi nhân, của các loài phi nhân. Chúng ta nghĩ rằng họ có thể đe dọa, họ có thể làm hại cho ta. Thì cái sự suy nghĩ của chính chúng ta như vậy, đấy là một yếu tố tích cực. Đấy là một yếu tố tiêu cực chúng ta lo sợ. Chứ sự thật ra phi nhân cũng có thể hại chúng ta nếu như chúng ta đúng đắn. Tất cả không ai hại ta được, không ai nhắc ma mà hù ma được, nó không hù, không thấy dọa mình được, khi tâm mình vững vàng. Ngày nào mà mỗi con người mà ai biết được cái chỗ này nè, ai tự mình cảm được, ai tự mình nhận biết được, đối diện được một mình, người đó sẽ trưởng thành. Cho nên vì vậy Đức Phật ngài mới nói rằng, Đức Phật ngài nói không dễ dàng, đó thật là quý thai vì ấy biết sống độc cư riêng một mình, thoải mái sống, thoải mái rừng sâu. Với ai thích sống như thế thì chúng ta biết nó tuyệt vời. Ở trong cuộc đời này chúng ta không dễ dàng tự điều phục, đã là một điều tự mình điều phục mình, biết thu thúc cái căn rồi sống thổi cái sự thoải mái đây, tức là nó không bị vướng vấp bởi tham ái, bởi sân đột, bởi si mê. Một mình mà không cô độc, một mình đơn độc, đó chính là điều tốt đẹp. Chúng tôi có đọc một cái câu chuyện nên cũng vui vui. Người ta nói rằng cô độc là khủng khiếp, cô đơn lẻ loi, nhưng không gì bằng sợ nhất là cô tích. Cô ngày hôm nay cô độc cô đơn không sợ, sợ cô biết. Thì cũng như thế đó quý vị. Tại sao chúng ta sợ? Bởi vì sợ mất mạng, giống gì chứ, sợ bệnh hoạn. Nó không sợ cô độc, không sợ cô đơn, không sợ lẻ loi, mà chỉ sợ Covid, dính vào là chết. Cho nên ai tự một mình có thể đơn độc, tự một mình có thể tự giải quyết những buồn vui của mình, giải quyết những sự buồn chán của mình, làm cho tâm mình tích cực. Chứ tâm của mình không phải là u sầu, tâm của mình không phải là khổ não, tâm của mình không phải là tủi hờn, than oan, trách oan. Thì người ấy hết sức là tuyệt vời. Khi chúng ta nghe cái chuyện của Hàn Mặc Tử, chúng ta cảm thấy khổ đau cho một người bệnh hoạn cô độc. Bởi vì vì bệnh phong mà Hàn Mặc Tử phải tránh xa tha nhân, một mình chết trong cái bệnh hoạn, chết trong cái đau khổ.
để tiếc nuối cho một cuộc đời của chính mình bất hạnh mang phải, gặp phải một cái sự khổ liệt. Hiểu trên tinh thần nó quá là mạnh mẽ. Nhưng nếu chúng ta khéo hơn, quả thật người ta không thể chia sẻ khi bệnh hoạn của mình đã có với một người tu, với một người hiểu biết, với một người có một cái sự sáng suốt, thì quả thật cuối cùng rồi thì là một sự đơn độc để ra đi. Không ai chết cùng ta, không ai sống cùng ta đâu, mãi mãi trong cuộc đời này, để rồi ta đi một mình, để rồi đến đi một mình trong cuộc đời này, chỉ mình ta thôi. Nhiều khi mình ngồi, mình nằm nghỉ một ngủ một mình nghĩ, lỡ một cái bạo bệnh gì nó xảy ra rồi sao đây? Thôi chuyện gì tới nó sẽ tới, chuyện gì nó không tới nó không tới. Thì có đôi khi chúng ta phải đối diện với như thế. Chứ phần ngồi mà cứ lo, ngồi mà cứ sợ, ngồi mà cứ như thế này, như thế kia, thì kính thưa quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ rất là khiếp đảm, rất là sợ hãi. Cái sự tu tập đòi hỏi người đệ tử phải có cái sự dũng mạnh. Bởi vì Đức Phật thì luôn luôn tạo một cái chất xúc tác, tạo một cái đường hướng, một cái tâm tư vững chãi cho một người đệ tử. Khi phải sống đơn độc, phải cần có gì? Khi phải sống một mình, cần phải có tâm tư như thế nào? Cần phải tu tập ra sao? Cái chỗ này tuyệt vời lắm đó. Nó khác đi hơn những cái người khác. Người ta thì cần phải có cái này, cần phải có cái kia, nó mới tu. Chứ sự thật ra, cái chuyện đơn độc một mình tu một mình niệm một mình tưởng một mình nhớ một mình nghĩ một mình suy, là đã đủ, là đã vừa, là đã tốt rồi. Mà trong cuộc đời này, chúng tôi xin nhắc lại nhiều lần, ai từ một mình đơn độc, từ một mình giải quyết vấn đề, từ một mình điều phục, từ một mình mà không có buồn chán, sống một cách tự tại trong một mình, thì người ấy trưởng thành về tâm linh, trưởng thành về đời sống, cuộc sống. Và quả thật, nếu như ai biết sống một mình, thì người đó hiểu biết về cái sống rất là đặc biệt. Người ấy mới cảm được cái sống hết sức là cao cả. Cho nên Đức Phật mới tán thán cái con đường đi đơn thương một mình đó. Như tế ngu một mình, thà không bè bạn, thà không cùng đối cùng xứng đường đi trên một đường đời. Nhưng cuộc đời này, kính thưa quý vị, không dễ dàng để chúng ta không có đủ tâm lực và nghị lực để chúng ta dễ dàng bước đi trên con đường tự mình được. Chỉ cầu mong những ai nếu yếu thì hãy dũng mạnh, còn nếu như đã dũng mạnh thì một mình có thể giải quyết được những chuyện gì của mình, thì đây hết sức là tuyệt vời. Và đó cũng chính là Đức Phật Ngài luôn luôn kêu gọi mọi người biết quay về với chính mình, để từ đó biết kiểm soát mình, biết đếm bước đi của mình trong cuộc đời này, thì Ngài hết sức tuyệt vời. Người nào biết đếm những bước đi trong cuộc đời của mình, thì người ấy mới cảm được đời, hiểu được đời, và người ấy sống đúng với đời, và cũng là đúng với cái tinh thần của Đức Phật Ngài dạy. Bởi vì sao? Nếu như ai một mình nằm một mình, ngồi một mình độc hành mà không buồn không chán, tự điều phục mà sống được viễn ly ở rừng sâu, thì người ấy là cái người đệ tử của Phật, chắc chắn người ấy sẽ thành tựu kết quả an lạc giải thoát. Còn người nào biết sống đơn độc, biết cảm được cái đơn độc đó, thì người đó sẽ trưởng thành có một vốn sống, có một cái ý niệm sống thật là cao cả. Tất cả chúng ta cũng bớt một phần quần tụ, cũng bớt một phần, cũng hãy tự diễn ra cho mình một cái con đường sẽ bước đi một mình trong cuộc đời
ở phía chân trời đó. Rồi một mình ta bước đi trên lá vàng, một cảnh một buổi chiều, một buổi hoàng hôn, hay là một buổi bình minh, hay là cả một buổi trưa hè, vân vân. Nói cho nghe là nó hay, nó văn, nó điệu, những điều mà để chúng ta biết được, cảm niệm được cái trạng thái nhẹ nhàng, thanh thoát, du dương mà chúng ta vẫn không có phải khởi lên cái sự buồn chán, cô tịch, cô liêu, mà người ấy sống thật sự là dũng mãnh, người ấy sống thật sự là nhẹ nhàng, thật sự là biết mình, thì đây chính là một cái yếu tố đáng sống và cần phải sống như vậy. Chúng tôi xin có đôi điều trình bày qua câu Phật cú số 305 là như vậy. Hãy kính gửi đến với ngài cùng quý vị những có điều gì sẽ tất cả hưởng mong toàn thể quý vị quan nghĩ cho. Xin chấm dứt thời giải thích nơi đây trước khi những lời kính dân Phật Phật Lành đến trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương. Các vị chư tiên hộ trì chánh pháp kính dân Phật Lành này được các bậc thầy tổ, những thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, những quyến thuộc anh em, tất cả huynh đệ, những người xa gần, hữu duyên, hữu duyên hữu ân với chúng tôi và quý vị, xin được tất cả được ân trương công đức này, được an nhàn siêu thoát, kính dân phần phúc này đến các vị chư thần chư tiên tại Quảng Nghiêm, chư phước đến toàn thể chư quý vị Phật tử và cũng như tất cả những chư thiên chư thần, chư chân linh trí linh, tất cả chúng sinh của tại chư Quảng Nghiêm cũng như ở nơi nhà quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sơn Khai Dạ. Và sa thủ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học Pháp Cú số 305 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân Mít Đính Sư. บวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตัสสะปะโบดานุภาเวนะสะดาสะเทภะวันตุเตบวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตัสสะปะธัมมานุภาเวนะสะดาสะเทภะวันตุเตบวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตัสสะปะสังฆานุภาเวนะสะดาสะเทภะวันตุเต Tất cả phước báo có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quá cố tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.